chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu với tao? Tao mà kiếm là tao muốn mày chết. Tao mà kiếm được mày thấy mẹ mày với tao. Em ra đi. Nó đi rồi. Ủa? Thư. Ủa? Anh Quang. Thằng Khánh nó lại đánh em nữa hả? Trời ơi, tay chân mặt mày gì bầm hết trơn rồi. Sao mà em cứ để nó đánh em hoài vậy? Mày ngủ cho nó đàng hoàng đi. Ngủ gì mà nửa trên nửa dưới vậy? Má mày điên hả mày? Tôi đang ngủ mày làm cái chó gì vậy? Mày đâu tới giờ mới về? Thì em đi làm chứ đi đâu. Mày đi tò te tú tí với thằng nào phải không? Phải không? Anh tào lao vừa thôi. Tò te tú tí vậy? Hôm nay em tăng ca mà. Tăng ca con khỉ gì? Tao là chồng mày. Tao nói cái gì mày trả lại cái đó được rồi. Đi làm có tiền phải không? Tiền đâu mà có. Chưa nhận luôn. Đưa tao một mớ đi. Tao đi nhậu với thằng Chiến coi. Em đã nói là em chưa có nhận lương. Tiền đâu mà đưa cho anh mà đưa hoài vậy? Em đâu phải là cái ngân hàng đâu. Mà anh muốn tới rút là rút. Em không có. Ok, chưa nhận lương cái gì? Cái gì vậy? Mày bỏ ra coi. Mày có được đụng võ của em. Mày điên hả? Vậy chứ cái này là cái gì? Cái này là cái gì mà mày nói không có tiền? Bỏ ra! Cái đó là tiền đóng tiền nhà đó. Anh có biết là thiếu người ta mấy tháng này không có không? Em khó khăn lắm mới dây được, anh biết không? Cái đó là chuyện của mày, không liên quan gì tới tao hết á. Anh vừa phải thôi chứ. Người ta thì đi kiếm tiền lo cho vợ cho con, anh không lo được thì thôi á, anh còn báo em nữa. Anh nghĩ làm sao mà anh đi lấy tiền, anh đá gà, anh cờ bạc, rồi giờ anh về anh lại đòi tiền em nữa. Ừ, tao vậy đó rồi sao? Má, bữa nay mày gan trời, mày dám cãi tao hả? Tao quýnh cho mày chết luôn nè. Anh làm cái gì vậy? Ổn với tao hả mày? Mày chạy đâu? Chạy đâu với tao? Thằng khốn nạn thiệt. Quang ơi, em chịu hết nổi rồi. Em không dám về đó nữa. Về quýnh em chết. Sao mà nhìn em khổ dữ vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thảo! 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 Mày Thảo! Mày Thảo! Nè! Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì hả? Má, mày dám ngoại tình với vợ tao, bây giờ mày hỏi làm cái gì hả? Mày nói cái gì vậy Khánh? Tao ngoại tình với vợ mày khi nào? Hả? Mày bình tĩnh đi! Bây giờ mày đưa tao 50 triệu. Tao bỏ qua chuyện này. Tao cho con vợ của tao cho mày luôn. Mày điên rồi Khánh. Mày đang nói cái gì vậy? Điên hả? Mày nói tao điên hả? Mày không đưa 50 triệu phải không? Mày không đưa tao đăng lên mạng cho gia đình, cho xã hội biết cái mặt khốn nạn của mày. Bây giờ mày đưa không? Mày đưa tao 50 triệu không? Không là tao sống chết với mày luôn nè thằng chó. Tôi sẽ đưa cho anh 50 triệu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tất cả những hành vi tống tiền của anh á đều đã được tôi ghi lại hết rồi. Anh không thoát tội đâu. Mày điên hả? Anh đã bị bắt về tội hành hung về tống tiền người khác. Hành hung cái gì? Tống tiền cái gì? Con vợ tôi nó ngoại tình với thằng chó này nè. Nè, tôi có bằng chứng nè. Anh bị điên hả? Anh Quang là ân nhân của tôi, còn bịch trai gái gì ở đây? Em vô đây đi. Đây là nhà của anh, nhưng mà đang để trống. Tạm thời á, em cứ ở đây vài ngày đi. Khi nào im im chuyện chút rồi em về. Ý là anh cho em ở đỡ mấy ngày ở đây hả? Đúng rồi. À, quên á, đợi anh chút. Nè, còn đây là thuốc với bông băng nè. Em coi rửa mấy cái vết thương đi, để nó nhiễm trùng. Em cảm ơn anh, phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Anh với em là đồng hương với nhau mà. Có gì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Em cứ tự nhiên đi, đừng có ngại nha. À, chìa khóa nhà nè. Anh là một thằng chồng đê tiện. Anh nghĩ á, ai cũng giống với anh hết hả? Tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi. Tôi không thể nào chôn vùi thanh xuân của mình và một người chồng tệ bạc với anh được. hẹn gặp nhau ở tòa đi. À, mày điên hả? Mày là vợ của tao đó. Tôi không có một người chồng như anh. Nè Khánh, làm đàn ông mà không đem đến hạnh phúc cho vợ mình thì không đáng mặt là đàn ông đâu. Còn làm đàn ông mà bạo hành với chính cả vợ mình thì còn thua cả một con chó nữa. Mày nói tao mà ra được hả? Tao giết mày chết cái thằng chó. Mời anh theo chúng tôi về cơ quan công an để hợp tác điều tra. Đi. Anh có bị sao không? Hả? Anh không sao đâu. Em xin lỗi vì chuyện của em á, mình liên lụy tới anh. Không có gì đâu. Hôm nay em thoát khỏi được thằng đó rồi. Anh mừng cho em. Anh mong là từ nay về sau cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn. Cố gắng lên nha em. Cảm ơn anh.